sở vì thừa mỡ, bệnh tật, tự ti ngoại hình. Người ta cứ xì xào sau lưng là sao gì mà nó béo thế, nó cứ như là nó chỉ có ăn với lại ngủ với chơi hay sao mà nó béo như vậy. Nhìn xin lỗi em mà có nhiều người nói là nhìn béo như cái lợn ấy, làm cho chị chạnh lòng mà buồn lắm. Vậy thì khi mà lên cân nhiều như này nó có ảnh hưởng gì nhiều đến sức khỏe của chị không? Chị đi khám rồi, bác sĩ nói là chị bị thoái hóa 4 đốt sống cổ, 3 đốt sống lưng. Rồi bị thêm cái bệnh là thoát vị đĩa đệm này. Rồi lại cả gai cột sống nữa. Chỉ sau một liệu trình cùng Martin Nanomark Duo, chị Xuân đã chút bỏ 15kg cùng 20cm vòng bụng, lấy lại thân hình gọn gàng, cải thiện bệnh tật. Hệ thống viện thẩm mỹ Korea, thương hiệu giọt béo Việt Nam, hotline 082 853 6666.